nó chín cái nào chín cái đỏ bừng luôn dạ, thì cái dinh dưỡng nó cao. Chị thấy là bắp nữ hoàng á, tại vì em ăn vừa sống được mà vừa chín được, mà em ăn nó cái dinh dưỡng nó rất là cao trong các loại bắp. Cái bắp nữ hoàng này á, là em cắt cái vỏ mỏng ra, cắt đầu đuôi sạch sẽ hết rồi em để lên nồi bắp, là em hấp khoảng 15 phút là bắp nó mềm, nó chín tới, nó thơm lên rất là ngon, rồi mình bán cho khách thôi. Ăn sống vẫn được, cái này em thích để tủ lạnh á. Nếu mà chị thấy như ốp lạnh là ăn ngon nhất, về mình để tủ lạnh á, lạnh lên là ăn là ok luôn. Cái bắp nữ hoàng này hồi lúc mới ra là tới 35.000 một trái, còn bây giờ là công ty nó có hàng đầy đủ, tại hồi xưa người ta trồng không có được á, mình chưa có biết cái kỹ thuật trồng á thì cái giá nó còn cao, còn bây giờ chỉ có 20.000 là bắp loại 1 á. Doanh thu mỗi ngày của chị thì tầm 1 triệu á, chỗ mấy. Nó ngọt, ăn sống nó cũng ngọt nữa, mà ăn chín nó cũng ngọt. Nhưng mà ở đây nhiều người ta phải ăn sống nhiều hơn. Chị mua 20.000 trái á, còn bắp Mỹ thì chị mua 10.000. Thì tiền nào của nấy em, tại vì chị ăn thì chị thấy ngon đó, thì nó cũng xứng đáng.